Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn tiếp chương tiếp theo Chương 1 của cuốn Côn Phôn Thiên Hạ Mở mắt Khụ khụ Mình chưa chết ư Sao lại chạy đến nơi này rồi Ưc ực Ưc ực Hự Đây là ai vậy Sao mình lại biến thành như thế này rồi Bình tĩnh bình tĩnh nghĩ lại thì đây chắc là hiệu quả của đoạt xá niết bàn trước đây vì để bảo đảm khi gặp nguy để cho côn học tập kỹ năng của đoạt xá niết bản kỹ năng đoạt xá niết bản bị động khi linh sủng sư của linh sủng này chết đi trong vòng một năm sau sẽ tùy cơ mà đoạt mạng trùng sinh khi linh sủng sư chết đi đoạt xá niết bản sẽ tự động khởi động bảo vệ hồn phách của linh sủng sư một năm sau, tùy cơ chiếm hữu cơ thể của một người khác trùng sinh. Cho nên mình đã chiếm lấy cơ thể của người này mà sống lại. Vậy nghĩa là mình đã chết được một năm. Thật bi thảm. Ai? Đáng chết. Đáng ghét. Cứ tưởng bước vào môn phái cấp giáp liên, có thể điều tra ra chân tướng. Giờ thì hay rồi. Nỗ lực bao nhiêu năm, coi như vậy thì uổng phí hết. Con sử dụng kỹ năng đoạt xá niết bản này. Bản thân mình sẽ hy sinh linh sủng còn phải luyện lại từ đầu mặc dù giữ lại được tính mạng nhưng tất cả mọi thứ đều phải làm lại từ đầu thật không cam lòng chút nào lúc đó rút cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy điều kiện tiến hóa đã đối chiếu lại nhiều lần tuyệt đối không có sai sót tại sao lại tiến hóa bất bại hơn nữa lại còn biến thành quái vật đó trừ khi có người giở trò sau lưng vậy sẽ là ai làm đây rõ ràng không có ai biết bí mật của côn còn có chủ nhân của cơ thể này là ai? Làm cái gì? Sao lại xuất hiện ở đây? Một đống vấn đề cần giải đáp. Thật là nhức óc mà. Bịch bịch. Phía trước có người. Mau qua đó xem sao. Tìm thấy rồi. Ở đây này. Mau đi qua đây. Cách ăn mặc này có chút ấn tượng. Đúng rồi. Là hộ vệ của Bạch Phủ. Ất cấp môn phái. Vừa hay hỏi han bọn họ một chút. Nắm bắt tình hình. Các vị là hộ vệ của Bạch Phủ sao? Thấy các vị có vẻ vội vã là đang tìm thứ gì quan trọng sao? bớt nói là nhảm nhí đi đồ dâm tặc đáng chết nói ngươi đem tiểu thư nhà ta giấu đi đâu rồi dâm tặc bắt cóc bạch tiểu thư tình hình gì đây vậy lượng thông tin lớn quá đợi đã trong đây chắc có hiểu nhầm rồi nghe ta giải thích đã đừng phí lời với hắn tên dâm tặc này giảm hoạt lắm trực tiếp ra tay xoẹt đáng ghét xem ra không trong chốc lát mà giải quyết xong được vẫn may chỉ vài tên hộ vệ bạch phủ còn không phải là đối thủ của mình chê cười rồi. Hắn đang triệu hồi linh sủng, mọi người cẩn thận. Vẫn còn may, chủ nhân cũ của cơ thể này cũng là linh sủng sư, hơn nữa có hai con linh sủng. Mặc dù không biết là thứ gì, dựa vào kinh nghiệm của mình, khống chế bọn chúng chắc chắn không có vấn đề gì. Dùng bọn chúng một chiêu, đánh bại những người này có lẽ không khó, ra đây đi. Xem hình dạng là thú hệ đây, không tồi. Gừ gừ, gâu gâu, gâu gâu. Hóa ra là một chú cún Đùa hả? Gâu Ê sao lại chạy về phía tao? Ôm lấy chân Không hổ là dân tặc Hoang dâm Ngay cả linh thú Cũng là tiểu dâm nguyện khuyển Ông trời ơi Tạo nghiệt mà Gâu 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 Eo buồn nôn quá Hừ Chủ nào tớ nấy mà Linh sủng này không có gì đáng sợ cả Mọi người cùng lên đi Vẫn còn một linh sủng Đừng để ta thất vọng là đằng mạng yêu của đằng hệ Cũng được, cái này xem như bình thường Công kích, dây leo vườn ra Á à! Dâm tặc đáng chết này, chiêu này thật là hạ lưu Nhưng kiểu trói sáng tạo quá Con này hình như cũng không bình thường Bị bồi dưỡng theo hướng kỳ quái rồi Đừng hoảng, bình tĩnh, nghĩ cách khác Nói không chừng vận dụng linh hoạt Hai con bọn chúng còn có cơ hội thắng chém ném đá gâu gâu khó của nam cường rồi dây leo của đằng bạn yêu bực bội sao ông lại đoạt phải cơ thể của một tên dân tộc hoang dâm chứ linh sủng còn yếu như vậy nói mau mạch ra tiểu thư ở đâu ta đã nói rồi tất cả chỉ là hiểu nhầm các người cứ bình tĩnh lại mà nghe ra giải thích được không có nói không đội trưởng phát hiện ra nơi ở của dân tộc rồi đó là căn nhà phía kia đây là nhà của ngươi sao? Có lẽ vậy Bởi vì chính ta cũng có biết đâu Xót cho ta Đội trưởng đã xuất Một vòng quanh phòng rồi Không tìm thấy bạch gia tiểu thư Phù hay quá rồi Mau nói ngươi giấu người ở đâu rồi Này ngươi giữ thế Ta đã nói rồi Tất cả chỉ là hiểu nhầm Nếu ta thật sự là dân tộc, Còn ngu ngốc giấu người trong nhà để các ngươi phát hiện ra sao Ít nhất phải đào một cái hầm chứ ngươi nhìn xem trong phòng này có giống cái hầm nào không hả đội trưởng sau nhà phát hiện một căn hầm mồm đúng thật là mau mở ra dưới đây có rất nhiều người đừng sợ bọn tôi đến cứu các cô đây ừ ừ nhiều như vậy tên khốn này đúng là một kẻ cặn bã cẩn thận mau tránh Tìm thấy tiểu thư rồi tiểu thư ngươi không sao chứ người không sao chứ tiểu thư thuộc hạ đến muộn rồi xin lỗi tiểu thư xin tiểu thư thứ tội nhân chứng vật chứng đầy đủ toi rồi lưu phong mang ngươi còn giàu bị biện gì nữa không bây giờ tử hình ngươi tại chỗ vừa sống lại chưa đến một canh giờ lại phải chết đây là tình tiết quái gì vậy đang chơi mình nhỉ đợi đã bạch tiểu thư có gì phân phó trước đừng giết hắn đưa hắn về bạch phủ ta tự có sắp xếp bạch phủ ai hai con linh sủng bị đả thương rồi. Bây giờ để ở trạng thái thể dưỡng, không có cách nào triệu hồi. Bạch gia tiểu thư không giết ta, đem ta về phủ nhốt lại, rõ ràng là muốn tiếp tục giày vào ta để trả thù. Trốn cũng không thoát, chỉ có thể tùy người xử lý. Cách. Lưu Phong Mang, Bạch Tiểu Thư mời ngươi. Này, Bạch Tiểu Thư định giày vào ta như thế nào? Ngươi tiết lộ chút cho ta đi, để ta chuẩn bị tâm lý mà. Chúng ta đến rồi, đây là đâu? Hình phòng à? Đây là phòng ngủ của Bạch Tiểu Thư. Mau đi vào đi. Phòng ngủ. Bạch Tiểu Thư. Tắt lửa, tối đen. Rốt cuộc là giờ thủ đoạn gì đây? Tiểu dâm tộc Người đến rồi ư? Bạch Tiểu Thư. Có phân phó gì? Biết sao ta lại, lại lưu người lại không giết không? Thiết nghĩ là do Tiểu Thư khoan dung đại lượng. Muốn cho tại hạ một cơ hội cả chính. Đậu nói ra mà chính mình cũng không tin. Lưu Phong Mang. Người to can lắm. Một tên dân tộc thấp bé mà dám đánh chú ý lên bổn tiểu thư. Nếu không phải ta uống nước, bị hạ dược, chỉ dựa vào bản lĩnh của người mà cũng dám đòi chấm mút ta ư. Đương nhiên, không thể, bạch tiểu thư, thực ra tất cả chiều đều hiểu nhầm. Quả nhiên là muốn trả thù mình. Bạch liên tố ta từ khi sinh ra, cho đến giờ cũng chưa từng phải chịu nỗi nhục nào như vậy. Ngươi là người đầu tiên, dám đối với ta như vậy. Trực tiếp giết đi, đúng là quá lợi cho người. Khó lắm, vơi đi cơn giận của ta, không bằng cầm tù người vĩnh viễn trong bạch phủ, gì